Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vua Đồ Đẹp. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu đục xì gà đến từ thương hiệu La Furie các anh nhé. Đến từ thương hiệu La Furie ạ. Một mẫu, một trong những mẫu đã cháy hàng rất là lâu rồi. Thì hôm nay hàng mới về thì em sẽ phải review qua luôn cho các anh. Mẫu này với mã hàng là LA0020 các anh nhé. Mã sản phẩm thì em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Với mẫu này thì chúng ta có 3 phiên bản màu, đó là màu vàng, đen và màu đỏ. Thì hiện tại trên đây em đang có màu đen và màu đỏ các anh nhá. Màu vàng thì em vừa có đóng gói và gửi đi ra khỏi cửa hàng rồi ạ. Có khách đặt nên là bên em phải đóng và gửi sớm cho khách rồi. Thì trên đây em sẽ review qua cho anh các anh 3-2 mẫu màu đỏ và màu đen các anh nhá. Hai màu cũng rất là đẹp cũng như là cực kỳ là sang luôn đúng không ạ? Mẫu bật lửa này thì họa tiết được khắc chữ La Furie ở trên phần thân và có phần sọc kẻ rất là tiện, giúp các anh có thể thao tác cực kỳ là ok. Khi mà tay mình có mồ hôi ấy, thì mình sử dụng cực kỳ là ok luôn các anh nhá. Mình xoáy rất là thoải mái, không bị quá trơn trượt ý, nên là rất là tuyệt vời luôn. Mẫu này thì chúng ta có hai size các anh nha. Một size lớn đó chính là 13mm và size nhỏ đó chính là 9mm các anh nha. Lưỡi đục cực kỳ sắc cũng như là cực kỳ là trường luôn. Lưỡi đục inox rất là tuyệt vời, cực kỳ là ok luôn các anh nha. Rất là đẹp luôn, với thiết kế cực kỳ là hiện đại luôn các anh nha. Có tích hợp móc khóa cực kỳ tiện lợi, giúp các anh có thể treo vào chùm chìa khóa của mình rất là tiện luôn. Cực kỳ là tiện các anh nha. Được chất liệu được làm bằng kim loại rất là chắc chắn cũng như là có cho cảm giác cầm khá là đầm tay luôn các anh ạ. Cực kỳ là đầm tay luôn. Một chiếc đục xì gà rất là phong cách cũng như là rất là độc, đến từ thương hiệu La Furie. Không biết là có anh nào đã sở hữu chiếc đục này chưa ạ? Anh nào mà kết cái mã sản phẩm của hãng La Furie này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.